Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Zidane 99% thay Ten Hag dẫn dắt MU. MU muốn có Sesko, tái ký Osimhen. 4 điểm đen sau trận thua của MU, Ten Hag run rẩy. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zidane 99% thay Ten Hag dẫn dắt MU. Tương lai của Erik Ten Hag đang ngày một nóng hơn từ trận thua 0-3 đáng xấu hổ trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Pomer. Ngay sau đó, MU bị thua Bayern 0-1 cũng tại Old Trafford và bị loại khỏi đấu trường C1 với vị trí bét bảng. Trận hòa Liverpool tưởng chừng sẽ giúp Ten Hag thoát nạn, nhưng ngay sau đó MU lại thua muối mật trước West Ham đêm qua. Ngay lập tức, chiếc ghế nóng của Erik Ten Hag đang ngồi lại bị các cổ động viên của Quỷ Đỏ réo đến và dường như sức kiên nhẫn của các cổ động viên đối với Erik Ten Hag đã bắt đầu chạm tới giới hạn. Phóng viên của Sky Sports có mặt trên sân vận động đêm qua cho biết cổ động viên MU rất thất vọng với màn trình diễn của Quỷ Đỏ. Đã có những lời hô vang bạn sẽ bị đuổi vào sáng mai hướng tới Erik Ten Hag từ các cổ động viên MU. Theo tờ Mirror, sau khi có thông tin tiếp quản của phần MU và sẽ là người đảm nhiệm vai trò chuyển nhượng của đội bóng, việc đầu tiên mà tỷ phú 70 tuổi làm là liên hệ với Zidane. Cùng với một lời mời hấp dẫn dành cho chiến lược gia 51 tuổi người Pháp nếu đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân vận động Old Trafford. Tờ báo này khẳng định rằng dù chưa gật đầu đồng ý, tuy nhiên Zidane cũng không hề từ chối thẳng thừng. Zidane hiện đã đi học tiếng Anh để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của ông. Như vậy, trở ngại quan trọng mà Zidane từng nói nếu được dẫn dắt một đội bóng ở Anh, cụ thể là MU, đã bị loại bỏ. MU muốn có Sesko, tái ký Osimhen. MU đang tiếp tục duy trì dự án bóng đá gắn liền với các tài năng trẻ hàng đầu. Một trong những mục tiêu mới mà câu lạc bộ nhắm đến là Benjamin Sesko. Theo trang 90 Min đưa tin, Benjamin Sesko là mục tiêu dài hạn của MU, Arsenal, Chelsea và Newcastle sẵn sàng chuyển đến ngoại hạng Anh vào tháng 1. Những người trung gian đã báo cáo rằng Sesko có thể sẵn sàng ra đi vào tháng Giêng. Anh muốn được ra sân nhiều hơn khi chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Slovenia tại Euro 2024. Mùa hè vừa qua, anh thực hiện chuyển nhượng nội bộ từ Red Bull Salzburg sang AB Leipzig. Dù chỉ đá dự bị nhưng cầu thủ 20 tuổi rất hiệu quả. Anh ghi 7 bàn chỉ sau 698 phút, cứ 100 phút lại có một bàn thắng, điều đó thể hiện đẳng cấp của anh trước khung thành. MU xem Sesko là giải pháp quan trọng để thay thế cho Antony trong tương lai gần. Tương lai chân sút người Pháp gần như không còn tại Old Trafford. Tuy nhiên, để thuyết phục Leipzig là điều không dễ dàng với MU, hơn nữa Sesko cũng được nhiều câu lạc bộ ở châu Âu nhắm đến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Bên cạnh đó, Victor Osimhen vừa đặt bút ký hợp đồng gia hạn với Napoli, cụ thể Osimhen ký vào bản ra kèo mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Theo ký giả Fabrizio Romano, như một phần trong thỏa thuận, Osimhen sẽ có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 130 triệu euro. Tuy nhiên, với túi tiền không đáy của tập đoàn Ineos, Sir Jim Ratcliffe hoàn toàn có thể mang Osimhen về như món quà ra mắt MU. Không phải Mainoo, chuyên gia chỉ ra người khiến MU thua trận. Ngay sau trận hòa đáng khích lệ trước Liverpool, MU lại có một kết quả tệ hại. Trong chuyến làm khách trước West Ham, thầy trò Erik Ten Hag đã thua tới 0-2. Điều đáng nói, sai lầm của cầu thủ trẻ Kobbie Mainoo đã trực tiếp dẫn đến một bàn thua trong những phút cuối. Tuy nhiên, chuyên gia Zeny Botwet của Sky Sports cho rằng hàng công của Quỷ Đỏ mới là nơi chịu trách nhiệm cho thất bại này. Botwet cho biết, MU đã cầm bóng tốt hơn trước bàn thắng của Bowen. West Ham đã phá vỡ thế bế tắc nhờ khoảnh khắc kỳ diệu từ Barretta, đó chính xác là điều họ đang mong đợi. Một đội đáng tiếc của cầu thủ trẻ Mainoo đã dẫn đến bàn thua, nhưng cậu ấy là cầu thủ MU chơi tốt hơn một số đồng đội. Vấn đề của MU nằm ở đầu khung thành bên kia, họ cần ai đó tiến lên để ghi bàn, thật khó để biết đó là ai. Ramón Valdano và Marcus Rashford tiếp tục tiệt ngòi, hàng công của người đỏ mới ghi được 18 bàn sau 18 vòng đấu, đó là nguyên nhân khiến họ bị top 4 bỏ xa. MU có thể trả giá đắt vì Sancho, trong với Antony. Theo tờ The Athletic, MU có thể sẽ phải tốn một số tiền lớn để bồi thường nếu quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với gia đình Sancho. Trong đó còn chưa tính tới số tiền lương 3,5 năm còn lại của hợp đồng cho cầu thủ người Anh, ước tính rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Do vậy, việc câu lạc bộ vẫn tìm kiếm một giải pháp tối ưu nhất cho tất cả các bên, chấm dứt hợp đồng chỉ là phương án cuối cùng khi mọi thứ không thể cứu vãn. Bên cạnh đó, Quỷ Đỏ đã phải trả số tiền khổng lồ 85 triệu bảng để có được chữ ký của Antony trong hè năm 2022. The Athletic đưa tin bộ phận tuyển trạch của Quỷ Đỏ vào thời điểm đó đánh giá Antony là một cầu thủ có tiềm năng nhưng định giá anh ở mức khiêm tốn 25 triệu bảng. Song Erik Ten Hag quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này, dù MU ban đầu không muốn trả mức phí quá 60 triệu bảng, giờ thể Antony vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. 4 điểm đen sau trận thua của MU, Ten Hag run rẩy, phòng tuyến tan tác. Cùng điểm qua những vấn đề tiêu cực xoay quanh đội chủ sân Old Trafford trong trận thua West Ham. Sau màn thể hiện tương đối tích cực trong trận hòa Liverpool, không quá bất ngờ khi Kobbie Mainoo tiếp tục được trao cơ hội đá chính trước West Ham. Tuy vậy, lần này tiền vệ người Anh đã không thể đáp lại niềm tin từ Erik Ten Hag khi anh mắc phải một sai lầm tệ hại chấm dứt mọi hy vọng ngược dòng của MU. Chỉ ít giây sau khi Mainoo để mất bóng bên phần sân nhà, Mohamed Kudus đã xuyên thủng mảnh lưới của Andre Onana để ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho The Hammers. Tất nhiên cũng khó trách được Mainoo bởi để đá chính cho MU ở tuổi 18 thì việc mắc sai lầm là điều rất khó tránh khỏi. Súng không nòng, lại thêm một lần nữa các ngôi sao trên hàng công của MU gây thất vọng và đây đã là trận thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường chứng kiến Quỷ Đỏ không thể ghi bàn. Cần biết kể từ tháng 11 năm 1992 đây là lần đầu tiên MU nạp lại thành tích tệ hại như vậy. Với 18 bàn thắng sau 18 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu một trong những hàng công kém nhất ngoài hạng Anh, chỉ khá hơn mỗi Sheffield United, Burnley và Nottingham Forest. Các đội bóng đều tham gia vào cuộc chiến trụ hạng. Phòng tuyến tan tác. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Rafael Varane lại tiếp tục gặp vấn đề về thể lực và không thể ra sân, buộc Ten Hag phải sử dụng tài năng trẻ Winnie Cabaña để đá cặp với Johnny Evans. Có lẽ trước khi mùa giải diễn ra, khó có cổ động viên nào của MU lường trước được viễn cảnh đội nhà sẽ ra sân ở ngoại hạng Anh với bộ đôi trung vệ bao gồm cựu binh 35 tuổi và một ngôi sao 19 tuổi. Vào lúc này có thể nói một cơn bão chấn thương với quy mô lớn chưa từng có đã quét qua vị trí trung vệ của MU. Bên cạnh Varane, Nicandro Martinez, Victor Lindelof và Harry Maguire đều đã chưa rõ ngày trở lại. Lúc so, người có thể chơi tốt nhất ở vị trí trung vệ sẽ nhận án cấm thi đấu một trận nếu có nhận thêm. Lúc so, người có thể chơi tốt nhất ở vị trí trung vệ sẽ nhận án cấm thi đấu một trận nếu nhận thêm thẻ vàng ở cuộc thư hùng với Aston Villa sắp tới đây. Ten Hag rút rẩy. Truyền thông Anh khẳng định, trái với nhà Glazer, tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe sẽ không ủng hộ Ten Hag bằng mọi giá. Vì vậy, Erik Ten Hag có lẽ sẽ khó tránh khỏi cảm giác lo lắng vào lúc này khi MU đang trở nên ngày càng một tệ hại hơn. Không thể phủ nhận MU đang đối mặt với một cơn bão chấn thương, nhưng với những cầu thủ đang có trong tay, ít nhất Ten Hag vẫn có thể kiếm được một trận hòa trước West Ham, đội bóng vừa bị Liverpool hủy diệt hồi giữa tuần. Tính trên mọi đấu trường, MU hòa 1 và thua đến 4 trận trong 6 trận gần nhất, nên nếu không sớm tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, chắc chắn Ten Hag sẽ nhanh chóng đối mặt với chát sa thải. Quan điểm của MU về Greenwood sau phong độ ấn tượng. Nguồn tin từ tờ Talk Sport tuyên bố rằng Man United vẫn không có kế hoạch để Greenwood trở lại Old Trafford. Ấn phẩm này nói thêm rằng Quỷ Đỏ không hình dung ra một kịch bản mà Mason Greenwood và phương án cuối cùng khi kết thúc thời hạn cho mượn sẽ là một thương vụ bán đứt. Với phong độ ấn tượng tại Tây Ban Nha, Greenwood đang thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Đầu tháng 12, Talk Sport tuyên bố rằng Barca đã cử tuyển trạch theo dõi Greenwood thi đấu. Trong khi đó, Atletico Madrid, Real Madrid gần đây cũng cho đang quan tâm đến sự tiến bộ của tiền đạo người Anh này. Mùa trước, Greenwood đã bị MU đình chỉ thi đấu khi câu lạc bộ này điều tra nội bộ hành vi của anh. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, MU cho biết Greenwood sẽ không chơi cho câu lạc bộ nữa. Anh được MU cho Getafe mượn và kéo dài một mùa giải, Quỷ Đỏ vẫn trả một phần lương cho Greenwood. Hơn nữa, trong trận gặp Atletico Madrid cuối tuần trước, Greenwood đã là ngôi sao khi giúp Getafe giành được trận hòa 3-3 ngay tại sân khách. Sự tiến bộ của Greenwood là thành quả của sự cố gắng không biết mệt mỏi sau quá nhiều việc không hay xảy đến ở đời tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!